nói rằng, và lại toàn thân còn đầy tà khí. Nếu như để cô ta lên, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Phiền phức đấy, có thể có phiền phức gì chứ? Anh không vớt để tôi vớt. Làm gì vậy? Cô cứ muốn để em gái lên thuyền cũng được, nhưng cô phải tự mình xuống, đỡ nó lên. Tại sao? Cô nghĩ đi. Hai người là người nhà, cô ta nhất định sẽ không làm hại cô, đúng không? Và lại cô vừa xuống, tiếp xúc với cô ta, còn có thể truyền nhân khí cho cô ta nữa, đề phòng cô ta khởi thi. Đến nhà mình làm gì vậy chứ?